Anh đã nói với tụi em rất là nhiều lần rồi, cuộc đời tao chỉ đi mượn nợ, cuộc đời tao không cho nào mượn hết. Cái đó là nguyên tắc về tiền bạc của anh. Thà gái đẹp cần nói anh cho, đừng bao giờ hỏi mượn. Muốn mượn tiền thì ra ra ngân hàng mượn, đừng vì vài đồng bạc mà mất đi mối quan hệ bạn bè, hoặc là mất đi mối quan hệ gì đó không biết. Trong kinh doanh là gì? Là cạnh tranh, đúng không? Mà đây là một cái cơ hội trời cho em. Ta không giết bá nhân, nhưng bá nhân vì ta mà chết. Kiến thức bất động sản, kinh nghiệm thực tiễn, mưu mô lừa đảo, gymer làm giàu, Kiến xây Việt Nam. Duy Nguyễn, THOL, BBT Building. Xin chào các bạn, đến với một ngày gym buồn bã. Khi chú chim ngấn lệ đau buồn. Buồn quá mấy bạn ơi. Công văn ngày 24 nó gửi về. Trời ơi buồn quá mấy bạn ơi. Đóng cửa phòng gym rồi. Bây giờ nơi phòng gym vắng, còn ta phải nồng nàn. Cũng may tôi giàu, tôi có tiền, tôi mở phòng gym tôi tập. Chứ không mấy đứa ở nhà nó làm sao ta. Buồn quá bạn ơi. Tập gym không người đỡ, tập gym không bạn bè, tập gym không máy lạnh. Nóng quá. Trời đất ơi mẹ ơi, cái con Covid này mà ác vừa thôi. Khổ quá mấy em. Bây giờ phòng gym đóng hết rồi. Ở Sài Gòn là đóng sạch bách, đóng sạch sành xanh. Đóng từ ngày 24 tới ngày 31 tháng 3 năm 2020. Ê thằng cu kia đi đâu đi lẹ lẹ đi mày. Mày đi làm cho công ty BBT mà nhìn mặt mình như thằng nghiện nha mày. Vậy đó. Xuống tinh thần rồi. Nó gãy rồi. Tháng này nghe nói là không thưởng. Shipper cũng đòi thưởng đó ông nội. Đó, mới shipper cầm cục hàng giao hàng cho khách cũng đòi thưởng. Thưởng cái gì? Tao lo tao chưa xong nè. Gym bây giờ tập nè. Mấy thằng nhỏ vòng vòng gần đây nó trả mặt bằng gần hết rồi, chịu sao nổi. Đúng không? Không chịu nổi. Thứ nhất á, là khách vắng. Thứ hai á, là bây giờ đóng luôn rồi. Nhân viên nó bỏ về quê hết rồi mấy em ơi. Không còn ai tập gym đâu. Nó nhìn phòng THOL chưa? Một phòng nguy nga tráng lệ, dịch vụ đẳng cấp 5 sao. Mà bây giờ vắng tanh. Vắng theo cái lệnh đóng cửa. Mà không những gym đâu mấy em, còn những ngành dịch vụ khác. Massage bây giờ văng mạng nhện hết rồi. Đồ ăn tập luôn. Nhà hàng đóng cửa. Những đứa nó mới mở quán đồ gì đâu, bánh canh, bánh giò gì đó, chả cuốn gì đó, thuê mặt bằng xuống tiền 20 triệu, mướn nhân viên, khai trương hoành tráng lúc 3 giờ chiều, 5 giờ chiều đóng cửa. Đó là phòng gym. Mà cái vụ phòng gym khai trương cái mùa này anh đam rồi mấy em. Anh nói trên đam rồi, ông nội ông biết nghĩ sao á. Cái phòng marketing của cái phòng nó làm gì kỳ vậy trời. Tự nhiên bây giờ gym á, dịch mà này mà đi mà mở cửa là thôi thua. Là thôi thua rồi. Tại vì sao nó vậy? Hoàn toàn có cơ sở và hoàn toàn có nguyên nhân mấy em. Thứ nhất á, là cái mùa dịch này là phải hạn chế nơi đông người. Yes. Mà phòng gym là nơi đông người. Mặc dù phòng gym nó sức khỏe, nó có nghịch lý. Nó có nghịch lý, bạn bè làm ăn chung với gì nó trời đất ơi. Mùa này phải rồi khuyến khích phòng gym tập để tăng sức đề kháng đồ. Mà tại sao đi đóng cửa? Cái nó thôi, giờ ý kiến còi đó ông ơi. Nhìn nó ngoài đường nó chết sạch bách hết rồi. Mình sống mình cũng đâu có vui đâu. Thôi kệ, đi theo tiếng gọi của đồng loại. Đó. Mà biết gì nữa không? Cái phòng gym đó mấy em, nó có phốt. Nó có phốt. Phốt gì? Quận 7 một phốt. Phốt thứ hai Bình Thạnh một phốt nữa. Dương tính không đó bà. Nên cái chuyện này chắc chắn là phòng gym phải đóng cửa. Chắc chắn là phòng gym phải đóng cửa. Mà ông nội đi khai trương không giờ ngày đâu. Ông nội này cũng liều mạng. Khai trương 3 giờ chiều, 5 giờ chiều nhận được. Ủa? Đúng rồi, khai trương 3 giờ chiều, 5 giờ chiều nhận được công văn đóng cửa 6 giờ xong luôn. Hài luôn mấy em ơi. Cái này kêu là đề 3 mà cái như là cái như mà sụp dậu nè. Đó. Má đề 3 sụp dậu cái này khai trương sụp hầm. Chịu. Đó. Nó là cái phòng gym bây giờ á. Một bức tranh u ám cho ngày hôm nay và cho ngày mai nữa. Vậy thì thật sự ngành gym có chết không em? Chết nhiều lắm. Chết nhiều lắm. Bây giờ tụi em hỏi á, bây giờ liệu anh Duy Nguyễn có sống qua được con trăng này không? Nói chung mới trả lời thẳng với tụi em luôn, sống có thể sống vẫn được. Wow. Nhưng mà sống như thế nào thôi. Nó mà trước khi sống như thế nào anh nghĩ tới mấy bạn trẻ mới ra đời làm ăn, đòi cầm tiền chơi khô máu anh. Xong cái ngậm ngay ô tao chọc nó gì nó rồi cầm tiền chơi khô máu mình luôn trời. Sao tối ngày tới mẹ cái đè đầu Duy Nguyễn ra quá chơi khô máu đó không à. Mà thấy rõ ràng không, tôi rất là hiền. Tôi rất là hiền và tôi rất là friendly, tôi rất là dễ thương. Tôi mang niềm vui tới tiếng cười cho mọi người. Các bạn xem này là bạn cười cái gì đúng không? Các bạn xem này là bạn cười cái gì? Vậy mà không biết sao tự nhiên đồ chơi khô máu nó qua phòng mà nó giành khách từ lưa mấy em. Nó dụ khách rồi rù rù. Thôi đừng tập Duy Nguyễn đi. Còn nó mê gái lắm. Bây giờ tập phòng nó đang một múi nó chỉ hồi thành gom thành cục luôn. Đó, nó chỉ gặp bụng sau bụng bự luôn. Thì cái bài toán nào để thoát ra khỏi khủng hoảng giai đoạn này anh cũng biết lắm em. Nói về dịch vụ á thì nó rộng lớn lắm. Hàng không chết, du lịch chết, nhà hàng chết, cái giống quỷ gì cũng chết. Đó, cái đó là chuyện của xã hội, anh chỉ nói chuyện phòng gym. Mà phòng gym bây giờ á, doanh số nó rất là thấp, đúng không? BT nó cũng không có nữa. Mà tự nhiên đi mở cái phòng đâu gần gần ông Duy Nguyễn chi trời. Đúng không mấy em? Má làm ăn đâu cần quý nhau dữ vậy đâu ba. Riết cái phòng gym mà làm như tiệm nail vậy đó. Đâu có nằm sát bên nhau à. Chích chùm hết trời. Anh nói thiệt với em, anh cũng thốn lắm nha. Mặc dù anh là sở hữu cái cơ ngơi rộng lớn vậy, cao vậy, tiền nhà thì anh hỏi trả, khỏi lo đi, đừng có hù anh tiền nhà. Tại vì anh là chủ nhà này mấy em, anh không có tốn tiền nhà. Nhưng mà tốn tiền khác, tiền điện mẹ ơi. Trời đất ơi, tiền điện của anh cũng mắc lắm. Đó, một tháng là 80 triệu tiền điện, thêm 10 triệu tiền nước nữa, cộng như 90 rồi đó. Mà giờ đóng cửa vậy anh lấy đâu ra 80? Đúng không? Anh lấy đâu ra 80, bây giờ 90 nữa. Nhưng mà thí dụ như nó 2-3 tháng đi thì nó làm sao? Đúng không? 2-3 tháng thì nó nhau nó nhân lên, anh chết ngắt. Vậy hỏi ơi, phòng gym bây giờ không hoạt động được anh Duy có chết không? Chết xiền luôn. Chỉ có tập được thôi, nhưng mà chết xiền. Bởi vì cái câu chuyện anh muốn nói đây là gì? Làm ăn là phải có tầm nhìn. Còn mà kiểu mà mình ngu á, mình ngu dốt dốt chứ mình ngoại giao mà sốc á này nọ thôi, đi làm mướn đi. Cái này nói thiệt. Tại vì bây giờ em đặt bài toán đi, tụi em tập tạ thôi. Ngoài tập tạ rồi tụi em có biết được cái con khỉ gì không? Nope. Biết được gò chuột thôi, biết được rồ tên cáp pháp thôi. Đi mở phòng gym là chết xiên. Nó đã cản bao nhiêu lần rồi không nghe. Bây giờ gặp anh than là mấy con khỉ gì, anh đâu có rảnh đâu cứu mày, cứu sao được cứu. Không có cách nào để mà cứu được hết á. Đó. Bây giờ không lẽ giờ anh đi thu máy của nó, cứu nó hả? Thí dụ giờ thu máy, trong khi em nhìn máy THOL vậy nè. Đó, máy THOL vậy nè, 80 triệu cái máy nhỏ, 150 triệu cái máy lớn. Giờ cái máy kia có mười mấy triệu, 20 triệu cái, giờ không thu được. Không thu được. Cho mượn tiền hả? Oh, yeah. Mượn tiền thôi, vô ngân hàng đi. Anh đã nói với tụi em rất là nhiều lần rồi, cuộc đời tao chỉ đi mượn nợ, tao cuộc đời tao không cho nào mượn hết. Cái đó là nguyên tắc về tiền bạc của anh. Thà gái đẹp cần nói anh cho, đừng bao giờ hỏi mượn. Anh ơi tháng này em kẹt quá anh cho mượn 30 trả tiền nhà nhanh. Bây giờ anh đưa cho em một cái set 1 năm luôn. Đậu làm người tình cho anh nha. Chịu thì làm, không chịu thôi vậy. Chứ giờ anh không có cho mượn tiền, cái đó là quan điểm của anh. Muốn mượn tiền thì ra ngân hàng mượn. Đừng vì vài đồng bạc mà mất đi mối quan hệ bạn bè, hoặc là mất đi mối quan hệ gì đó không biết. Đó. Có rất là nhiều bạn tuổi trẻ ngựa non háo đá, đúng không? Ngoài ngành gym ra còn những ngành khác nữa. Cứ tưởng đây ta đây có chút tài lẻ, bung tiền ra làm ăn, bây giờ nó chết nhóc luôn. Nó mang ra một cái hệ lụy cực kỳ lớn, tiền mượn không. Tiền đi mượn không. Nên các bạn đi kinh doanh các bạn dựa trên cái gì? Đúng không? Đừng có nói chuyện ông mới kinh doanh tại em bây giờ vì cố tâm là làm được, cái này nọ kia thôi mình làm ngon là ok. Xin lỗi anh nha, mẹ phở hùng nó có ngon không? Hả? Nope. Đúng không? Sao ta làm được? Nên tụi em đừng bao giờ có những suy nghĩ đó. Trong cái câu chuyện anh truyền tải á, nói thật là nói thật mà nói giỡn là nói giỡn. Nghe Như tao có một nhân viên rút kịp thời, không kịp thời nhà nó đi bán muối rồi con. Đâu có cũng về nhà bày đặt kinh doanh nữa. Không dựa trên cái gì cả. Kinh doanh nó không dựa trên cái gì cả mấy em. Tiền thì không bằng ai, tầm thì cũng chả có, thị trường thì cũng ứ có. Buông ra kinh doanh chết ngắt. Chết ngắt, đúng không? Những cái lúc này nè mình mới thấy được cái bản lĩnh của những người làm ăn thật sự, đúng không? Họ phải vượt qua khó khăn. Thằng nào chết kệ tao lên, đó mới ghê. Như vậy thì á, tụi em muốn kinh doanh trong ngành gym này như thế nào? Nó không đơn giản, tụi em chỉ là người thân tập tạ. Còn khi mà đi kinh doanh là gì? Là kinh doanh, là kinh doanh. Ra thương trường là chơi nhau sòng phẳng, đúng không? Mày đừng có tưởng đâu mày gù được vài thằng khách của anh là mày ngon. Xin lỗi mày, khách đó tao cho luôn đó. Nói chứ không phải thẳng khách đó tao cũng coi thường. Anh không, ngoài mặt anh khác lắm em, anh nữa sống ảo lắm. À, anh đã khỏe quá, lâu ngày gặp, trời ơi, lâu quá nhớ không chết luôn. Không tới phòng nên tập. Xin lỗi, diễn cho nhau coi thôi nha. Chứ ra đời để làm ăn, nói thật với em á, tiền nó có mùi. Tờ 500 ngàn nào nó có mùi với nhau hết rồi nha. Còn khách hàng á thì cũng tùy loại khách, trăm ngàn loại khách, đúng không? Tụi em đừng có tưởng rằng à, tao má mình có quan hệ với ông này, mình nhắn tin với ông này người ta trả lời mình là ngon. Đồ khai trương rất tắn tanh cho bà đông. Cái chuyện tao chào mày là khác, cái chuyện tao nói chuyện với mày khác. Còn giờ chuyện tao bỏ đồng tiền ra là khác. Thực tế không em? Thực tế không? Còn cái chuyện mà hả, mà đi gạ khách, đi gù khách, xin lỗi thằng giống lớp 3 đâu biết làm, đâu cần tới em làm đâu. Yes. Đúng không? Không lẽ vậy em nghĩ rằng ừ em có tài em gù khách vậy thôi để em mở phòng gym anh ta về với mình? Không có, đúng không? Nếu mà trên đời này cái đó đúng quá thì anh Duy không có chỗ đứng ngày hôm nay, đúng không? Biết tại sao anh Duy Nguyễn mà nói chuyện rất sốc, đúng không? Quan điểm rất thẳng, nhưng mà tao rất nể. Cái đó tụi em phải suy nghĩ rồi nha. Nên kinh doanh á, nó phải thứ nhất là có tiền, thứ hai là làm ăn nó đàng hoàng, mình xây dựng cái hệ thống của mình nó căn bản đó. Nó phải có chiến lược này nọ kia, lỡ mà cái biến ập tới giải quyết sao. Ví dụ như bây giờ tao nói thẳng nè, cái vụ corona này đúng không? Đóng cửa 7 ngày đó là cái gì? Đóng cửa 1 năm mày sống nổi không? Nope. Đúng không? Nếu mà giờ mở cửa làm kinh doanh đó, đóng cửa 1 năm chết. Có vậy kinh doanh làm mẹ gì? Đúng không? Thấy cái bài toán chết nằm ngay trước mắt rồi còn kinh doanh nữa, đúng không? Còn ví dụ như làm đại lý cho BBT, giờ ví dụ như giờ nhập 300 triệu tiền hàng về bán ứ được hộp nào thì sao? BBT thu hàng, vậy mất gì? Mất thời gian. À cái này được, cái này thơm nè, cái này thơm nè mấy em. Đâu mà làm được thì mình ăn, mất gì mất thời gian. Ít ra cái đó là còn khả thi. Còn giờ mở phòng game bỏ 1 tỷ bạc ra đóng cửa năm sao? Chết. Đó câu hỏi khó đúng không? Giờ hỏi dễ hơn nè. Giờ mở phòng game cùi 1 tỷ bạc mở ra, mới kinh doanh đường tháng thằng kia nó bỏ 2 tỷ nó mở đối diện sao? Ta lại đi. Sao? Thằng khách mày nó trung thành với mày, nó ở bên mày không? Nope. Hả? Mà trong khi thằng khách đó ngày xưa mày giật của người ta đó, rồi giờ thằng kế bên nó qua nó giật lại thôi. Chuyện rỗi ban ngày để gì giữ, đúng không? Ở đời mà, của niêu là của thơm. Nó qua nó phá banh phòng thằng kia cũng được nữa. Thì nó ba phá banh phòng thằng kia thì trong vòng tháng đó em sống sao? 1 tháng cầm cự không nổi nói chuyện năm. Thiếu cha gì cái biến cố, từ lưa thôi à. Còn biến cố khác nữa. Ví dụ giờ á, vô phòng game tập phá banh đồ đi, hư máy đi. Mà mày vì già đồng bạc cắt mày không dám đuổi nó. Rồi nó phá hư hết máy mày luôn. Rồi tiền đâu sửa ba. Còn mấy thằng khách khác nó thấy cái máy hư quá nó bỏ luôn. Rồi xong sao? Không trả lời được đúng không? Không trả lời được thì đóng cửa đi làm mướn đi ba. Đâu mà làm ăn không biết cái gì hết trơn á, không ai đỡ ngoài chống lưng á, tiền bạc méo có, đúng không? Mà kinh doanh là kích thích nổ cơ, đúng không? Bây giờ cái mùa dịch này nè, than tối ngày than hoài, than làm cái con khỉ gì. Mà có đứa đi làm nữa than trời ơi, dịch dụng biết sống sao. Ủa mày làm mấy chục năm không tích cóp được mười mấy triệu mày sống 1 tháng nữa hả? Bởi vậy á, dịch này á, công ty BBT vẫn hoạt động bình thường em à, vẫn uống ao liếp, vẫn tập gym, media vẫn hoạt động, marketing vẫn hoạt động, tất cả trong phòng ban kế toán bán hàng đều hoạt động đó. Chỉ có phòng gym mà đóng cửa thôi. Nó thật sự á, cái phòng gym mà đóng cửa đó thì nó cũng có một sự buồn. Tại vì thật sự á, không phải vì tiền. Anh mày không cần tiền, anh mày cần rất nhiều tiền. Nha em, anh nói rồi, Giờ mấy trăm triệu đó danh như muối. Mà chuyển khoản của tao 999 triệu coi tao vui không? Oh, really? Không vui đúng rồi. Anh mà muốn cần tiền thì mà chỉ có ngân hàng đó mới có đủ khả năng. Mà chứ không có ai hết. Bây giờ nó thật sự anh cần tiền mà phải có kế hoạch luôn. Wow. Chứ không phải đợt phát ở cần. Đợt phát cần bố ai sẽ kịp. Khổ lắm. Tại sao? Tại nghèo. Nha. Ông mà nói tới gì ta? À đúng rồi. Tại sao buồn? Phòng gym của anh từ lúc mở cửa tới giờ, vào cái ngày khai trương quyền thoại 17 giờ 17 phút ngày 17 tháng 7 2017. Tới ngày hôm kia chưa phải đóng cửa ngày nào. Chưa phải đóng cửa ngày nào. Và cái tuần này là cái tuần duy nhất mà gọi là không dám tiếp nhận khách tập. Đó. Là nó mang lại cho một cái kỷ niệm về cái mùa dịch Covid này. Vui buồn lẫn lộn. Mình nhìn ra thế giới. Thế giới toàn hơn mình nữa. Mình nhìn qua mấy thằng kia rụng nụ hết. Như vậy mình nhìn ở mình thì chỉ có cái buồn thoang thoảng là không có người tập nó buồn thôi. Không có người tập nó buồn. Mình tập một mình nó buồn. Hiểu không? Chỉ đơn giản vậy thôi. Vậy thì hầu như tất cả mọi phòng gym bây giờ đều đóng cửa. Các em đều ở nhà, đúng không? Thì cố gắng lấy tạ ra hít đất này nọ, đu xà này nọ kia, để cho cái mùa dịch nó qua đi. Mà muốn làm được cái việc đó đó thì tụi em phải order hàng BBT nhiều vô, đúng không? Bây giờ có súp nó mới giữ được cơ. Có súp á mình mới thủ thành được đó. Mà để mà yên tâm đi, công ty BBT vẫn vận hành. Và hệ thống đại lý BBT toàn quốc vẫn làm ăn bình thường. Tới shop đi mua được, trúng event được giảm giá các kiểu. Còn bây giờ thôi đừng có than nữa. Cái mùa dịch corona này là cái tình hình chung rồi đó. Là cái tình hình chung rồi đó. Bởi vậy tụi em nói là anh Duy Nguyễn. Anh Duy Nguyễn bây giờ corona phòng gym đóng cửa, anh có phá sản không? Thì cái chuyện phá sản hay không thì anh chưa nghĩ đến. Nhưng mà nói thật cái một câu nó khốn nạn đó. Thì cái phòng gym này bây giờ đóng cửa, nếu mà lỡ đóng có chừng 3-4 tháng đi thì cũng là một cái cơ hội cho anh. Oh, really? Một cái cơ hội cho anh đó, thì nói chung anh không tiện nói ra nha. Nha. Em nào biết thì im đi, chứ còn mình nói ra cái này mình thấy mình chó máu quá. Mình thấy mình nói sao sao đó. Nhưng mà thật sự trong lòng của anh đó, thì nó cũng nhe nhói một chút xíu nào đó nó muốn xảy ra. Nên anh trong đầu anh nhiều khi anh nằm mơ, anh tưởng tượng, anh đặt ra cái giả thuyết luôn năm luôn đi. Nó mà chơi một năm như vậy thì như thế nào? Một năm như vậy thì chắc chắn là sẽ có nhiều người ra đi. Sẽ có những đối thủ huyền thoại ngày nào nó không còn trên thị trường nữa. Đó. Và ta sẽ cảm thấy, ta tiếc theo sau những đóa hồng, những đường con gái sớm phai bông. Những cô hay hãy còn đôi tám, xô đuổi cái chốn phồn hoa Sài Gòn về quê. Thì cái đó trong kinh doanh là gì? Là cạnh tranh, đúng không? Mà đây là một cái cơ hội trời cho mấy em. Ta không giết bá nhân, nhưng bá nhân vì ta mà chết. Thì để chúng ta có thể tồn tại được trên một cái thị trường thành phố Hồ Chí Minh mười mấy triệu dân này, chết thằng nào đỡ thằng đó. Thật sự nghe. Nên nó là vừa là một cái thách thức, đồng thời nó cũng là cái cơ hội. Nó là cái cơ hội. Thì chắc chắn thị trường gym nó sẽ có chuyển biến. Và tụi em yên tâm đi, khách hàng là người có lợi nhất. Sau cái đại dịch này ra là tụi nó giảm giá cho mà thấy kinh khủng nè. Oh, yeah. Nó giảm kinh lắm. Nhưng mà THOL BBT phòng gym không có giảm giá. Anh nói thiệt sự với em luôn á. Không có giảm. Giảm một khỉ gì nữa. Lôi mấy khách hàng bằng vô phá phòng thêm. Anh nói thẳng. Chất lượng của nó đẳng cấp. Mà chất lượng đẳng cấp thì cái giá nó phải tương đương. Giá phòng tập gym phòng anh có 500.000 tháng, giảm cái gì nữa hả? Nên không có chuyện giảm giá ở THOL. THOL mãi là người anh cả tiên phong. Đó, đứng đầu ngành BBT, Gym and Supplement nha. Hai ngành kinh tế mũi nhọn. Mà thôi video cũng dài rồi, ngưng ở đây. để cái video sau anh nói thêm một cái về gym nữa. Hay thì share và like đi ba. Cười gì? Đăng ký chưa? Cái gì cũng biết, chỉ có biết điều là không biết à. Cô chùa hoài.